Tiếp nối câu chuyện sống sót thần kỳ sau 12 ngày trôi dạt trên biển, sáng ngày 24 tháng 7, 5 thuyền viên trên tàu cá Bình Thuận gặp nạn đã được đưa vào đất liền. Chia sẻ với chúng tôi, thuyền trưởng Bùi Văn Toàn cho biết, ông có 25 năm kinh nghiệm đi biển. Vào năm 2014 đã từng gặp nạn, nhưng chỉ trong vòng vài tiếng là được cứu. Trôi trên biển là dớp rong biển ăn, rồi uống nước biển thôi, không có nước gì uống. Khi có mưa xuống thì hứng được vài giọt nước rồi anh em chia ra hóp người hóp. Ghe là không có nữa. Trôi đến mười mấy ngày mà không thấy một cái chiếc thuyền nào trên này nữa. Còn với ông Nguyễn Văn Mỹ, người có 32 năm kinh nghiệm đi biển cho biết, 12 ngày qua trên biển thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, vừa giông bão vừa nắng cháy da đầu. Một đoạn năm anh em chứ ba người trước giờ, nhưng năm phút sau nếu mà không có thì có thể là năm đêm sẽ đi luôn, không gặp cự được. Trong cái mười ngày đó, từ lớp là gió, lớp có bão, lớp nắng chịu không nổi, chờ cái là mình hứng nước mình uống thôi. Rồi bắt đầu hết nước là cái nước mặt lên trời thôi, dái thôi. Cảm xúc từ nếu mà cứu được thì mình chỉ về mình thăm Mỹ rồi sau này nếu mà nghe cái đi lại mình cũng chấp thành mình cũng đi. Trước đó ngày 22 tháng 7, tàu chở hàng Buffalo trên hành trình Ai Cập đi Trung Quốc đã phát hiện 5 ngư dân trên thuyền thúng nên đã ứng cứu. Sau đó tàu 466 thuộc vùng 4 Hải quân đã tiếp cận, làm các thủ tục đón 5 thuyền viên Bình Thuận đưa về quân cảng Cam Ranh, Khánh Hòa.